Hello anh em, BS5 đã ra mắt được gần hơn 2 năm rồi và bây giờ ai cũng đang có cho mình những con BS5 để mà trải nghiệm cũng như là giải trí trong những ngày làm việc mệt mỏi. Và không biết anh em đã có BS5 chưa, nhưng mà bây giờ thì để mà có cho mình BS5 thì mình nghĩ thì cũng nên trang bị cho mình những cái kiến thức cơ bản về BS5, đó là cái kiến thức về làm sao để kết nối được tay cầm cũng như dây chung với anh em từ 1, 2, 3, 4, 5 tay cầm chẳng hạn. Và thêm một cái thứ hai, anh em cũng thắc mắc trước khi mua BS5 thì BS5 có thể tương thích ngược với lại em có BS4 được không, và có thể chơi được game bê tay cầm được không, thì hôm nay mình sẽ đến vấn đề đó. Right now, right here. Let's go. Và đây là tay cầm của BS5. Nhìn đây là máy BS5. Cho mấy bạn đang thắc mắc thì tại sao mình đang sử dụng cái tay cầm màu đỏ thay vì cái tay cầm màu trắng mà đi kèm với máy, thì đầu tiên là nó đẹp, cái thứ hai là mình được tài trợ mà, tại sao mình không lấy đi hả? Rồi, khi mà mình mua máy BS5 nó cho mình hai kit, đó là cái dây USB ADC và tay cầm. Chắc chắn rồi, USB ADC ở trong BS5 nó sẽ giấu với một cái khọc ngay ở phía trên của tay cầm. Đầu tiên việc mình cần làm đó là chuẩn bị mình một cái tay cầm như cái dây, tiếp theo là cắm nó vô. Cái này thì thực ra là lúc mà mình bật BS5 lên thì nó sẽ có hướng dẫn cho mình, nhưng mà một nhiều bạn thậm chí còn không tìm nhìn cái bước này, nên là bây giờ mình phải làm một cái tờ hướng dẫn kỹ càng như thế này luôn để cho ai mà lỡ bấm qua, lỡ vô tình bấm qua thì mình có thể thấy được. Đầu tiên là cắm dây vô trong máy, mình cắm lỗ nào có USB cũng được ha. Tiếp theo là ở phía trên tay cầm nó sẽ có một cái cổng C như vậy, mình cắm nó vô và từ từ thôi, để ý nó sẽ có một cái đèn hiện lên ở trên. Đợi cái đèn đó nó sáng lên rồi mình đếm 1, 2, 3 giây gì đó rồi mình nhấn cái nút này. And that's it. Ok, và sau khi mình cắm dây và bấm nút tay cầm thì nó sẽ lên một cái hình như thế này. Bấm nút thôi. Đó, thì khi mình để vào user nó sẽ hiện ra ở trên đầu user, nó sẽ có cái tay cầm có dấu số 2. Mình muốn kết nối từ 1 tới 2 người thì mình cứ bấm vô cái user nào mà ở dưới nó chưa có cái hình tay cầm là được. Rồi, cái hình ở dưới đó là cái tay 1, mình sẽ vô thế để làm user chính ha. Tiếp theo là kiểm tra lượng pin của tay cầm thì mình sẽ bấm nút BS ở dưới đó, sau đó đi xuống phần này thiết bị phụ trợ, ở dưới nó có cái hình pin nó nhấp nháy, đó là cái phần mà hiển thị pin của tay cầm. Sau đó thì để kiểm tra cũng như là deactivate tay cầm, ví dụ như mình có nhiều tay cầm quá hay là tay cầm của mình nó có vấn đề, mình vô thiết bị phụ trợ để mình kiểm tra xem là cái tay cầm nó có nối hay không, thì đó, cái tay cầm nào nó kết nối thì nó sẽ để cái hình cái user như thế này. Đó là về vấn đề tay cầm. Tiếp theo thì mình sẽ đến với cái phần mà anh em nào cũng sẽ thắc mắc, và cũng như là cái đó là một cái hay của BS5, là cái phần tương thích ngược đối với lại máy BS4. Đây là một trong những cái tính năng mà nó làm cho BS5 trở nên hoàn toàn khác biệt và được săn đón mua nhiều hơn BS4. Tại vì sao? Hồi trước lúc BS4 nó ra đời, không có một cái game PS3 nào mà có thể chơi được trên PS4 cả. Mãi sau này nó có những cái dịch vụ như là PlayStation Now nó có thể chơi được những cái game của PS3, nhưng mà thông qua việc là stream trực tiếp chứ không thể nào mà download trực tiếp lên máy. Thì bây giờ PS5 nó khắc phục cái điều đó, nó biết là anh em game thủ chúng ta còn rất là nhiều những game hồi xưa và còn rất nhiều game hay hồi xưa. Cũng như là cái kho game của PS4 nó rất là nhiều và thậm chí tới bây giờ nó vẫn còn ra nữa. Thì những anh em nào đã sở hữu những game PS4 cho mình rồi, khoan, bán hay là quăng đi hay là cho bạn bè hay là làm gì hết, mọi người vẫn có thể, nếu như mấy bạn mua cái bản ổ đĩa thì những cái game đĩa đó mình vẫn có thể nhét vô trong máy và chơi dưới định dạng là một game PS4. Nghĩa là sao? Là cái bản đó ở trên PS4 sao mình chơi trên PS5 nó y chang như vậy. Mình vẫn có thể sử dụng một cái PS5 như một cái máy PS4, và thậm chí mình có thể kết nối cái tay cầm PS4 vào để chơi những cái game PS4 đó. Lưu ý là chỉ những cái game PS4 thôi nha, là mình có thể kết nối tay cầm PS4 để chơi những game PS4 thôi. Còn tay cầm PS5 nó vẫn sẽ chơi được những cái game đó cộng như những game PS5. Đó là lý do vì sao mà hai này nó khác biệt. Khi mà mình chơi một game PS5 thì thằng này nó sẽ tự ngắt, nó sẽ không chơi được nữa. Game PS4 đĩa thì mình chơi vào đĩa. Còn vấn đề digital, digital là gì? Là đó, anh em có mua online đó, anh em download về hay là anh em mua God Plus đó, anh mua God Plus xong rồi mình có redeem mấy game ở trên đó rồi á, mình vẫn có thể chơi được những cái game trên PS5 luôn bằng cách là nhập tài khoản vô download về. Đơn giản thế thôi, rất đơn giản thế thôi. Và game nào gần như 99% game của PS4 nó đều có thể chơi được trên PS5 cả, trừ những cái con game mà nó viết code
ô là trời thì như nhà phát hành cũng bó tay. Mà thật sự thì không có cái con game nào mà nổi tiếng mà không chơi được trên PS5 mà anh em đụng được đâu. Thực ra là những cái con game mà không chơi được trên PS5 chỉ là những cái con game indie thôi. Nhưng là cứ yên tâm và trải nghiệm PS4 của mình trên PS5, vì kho game của mình có nhiều mà, đúng không anh em? Và đó, that's all we gotta say for today. Đó là tất cả những gì mà mình có thể nói ngày hôm nay. Và well, hẹn gặp các bạn ở những chương trình sau. Let's go. Peace out. À quên nữa, đừng quên like, share và subscribe, cũng như là thả một comment cho kênh của HelloShop nhỉ anh em. Let's make a community. Let's go.